Đây sẽ là một video khá là ngắn mà tôi dùng để nói về anime Tenkinoko của tác giả Shinkai Makoto trước khi mà tôi đối mặt với cái lịch thi làm tôi muốn tự sát này. Video này sẽ có spoiler nên là đi coi phim đi rồi hãy coi cái video này. Thật ra là tôi cũng chỉ mới xem Tenkinoko gần đây thôi và sau khi xem xong tôi cảm giác như mình là cái thằng già nhất cái trái đất này luôn ấy. Tại vì ai cũng xem phim này rồi ngoại trừ tôi. Vậy nên hôm nay tôi sẽ làm một cái video về Tenkinoko. Một cách khá là cringe. Và... vâng. Sự quan tâm về đồ họa và âm nhạc trong phim của người xem cũng giống như là cái sự quan tâm của crush của bạn dành cho thằng bạn thân vậy. Nên là tôi sẽ nói về nó trước. Đồ họa của Tenkinoko giống như là cái sự dung hòa giữa màu sắc của Jonem và chi tiết của khu vườn công tử ấy. Nếu mà đem Tenkinoko ra so sánh với Nanatsu no Taizai Season 3 thì chắc chắn là Studio Den sẽ phải đi tìm một cái góc nào đó kín kín quật bụi vào tường mà chết đi. Bạn không biết hip hop yo. Từng frame hình trong Tenkinoko gần như là có thể trở thành một cái hình nền cho cái laptop hoặc là cái điện thoại của bạn. Bởi vì nó quá đẹp. Và tôi mong rằng là các bạn Weibo Otaku TikTok hãy lấy nhạc của Tenkinoko ra làm TikTok thay vì cái hình con Zero Chu nhảy nhảy nó ôi đau mắt đéo chịu được. Sao lại không nhỉ vịt mẹ mày. Tiếp theo là về mặt nội dung thì câu chuyện kể về Hodaka. Hodaka, một edgy boy bỏ nhà đi bụi vì ngột ngạt. Mày thử đứng trước mày đồng hít một hơi thật sâu thay vì chạy con mẹ nó lên Tokyo chưa? Cậu gặp Hina, một cô bé có khả năng cầu nắng trong cái thời tiết Tokyo mưa không ngớt và câu chuyện tình cảm của Mitsuha và Taki bắt đầu. Yay! Oh fuck. Nói chung là ai cũng coi phim hết rồi nên là tôi cũng chả cần tóm tắt phim làm mẹ cho mệt kìa. Tôi thực sự rất là thích cái concept của phim sử dụng những cái vấn đề thời tiết để tạo nên những cái tình tiết. Thời tiết của Tokyo nó cũng giống như là cái tâm trạng của người yêu bạn khi mà bạn like ảnh gái vậy. Nhưng mà đó là khi mà bạn có người yêu, còn tôi thì đéo. Shinkai cũng đã từng nói rằng ông có ý tưởng về Tenkinoko sau khi làm xong Yonem nên ít nhiều ta cũng có thể nhìn thấy sự tương đồng. Nhưng tất nhiên là tôi, một người xem anime chân chính, đẹp trai thanh lịch vô địch khắp vũ trụ như tôi thì tôi sẽ không lôi hai bộ anime này ra để so sánh với nhau làm gì cả. Thực ra là tôi sợ bị phản gạch vào đầu ấy. Tôi rất thích cái cách mà Shinkai cho thêm những cái yếu tố kỳ ảo và giải thích nó qua những cái chi tiết thần thoại. Nó sẽ trở thành một cái khung sườn rất vững chắc bởi vì nó tạo ra được một cái tính liên kết cho phim từ đầu đến cuối. Bám theo một cái chuyện thần thoại để giải thích cho những cái hiện tượng trong phim. Nhưng mà ba đời nhà tôi không biết chữa sỏi thận và ba đời nhà Shinkai cũng không biết gì về y học hay lắp ghép xương khớp. Nên cái phần khung sườn này nó rất dễ dàng bị gãy. Thay vì được làm cho nó nổi bật lên thì những cái chi tiết được giải thích một cái khá là nhạt nhòa qua lời kể của mấy bà già trông như là mấy bà tọc mạch ngoài đầu ngõ nhà tôi ấy. Tiếp theo là về mặt nhân vật thì thật ra tôi thấy khá là thất vọng đôi chút. Bởi vì về cơ bản là chúng ta chả biết gì về cái thằng này hay là cái con này cả. Tất cả những gì chúng ta biết đó là cái thằng Hodaka bỏ nhà đi bụi. Như cái cách mà tôi lúc 5 tuổi bỏ nhà đi khi mẹ tôi không cho tôi 2000 đi net ấy. Còn con Hina thì mẹ nó đã mất và nó sống chung với một thằng fuckboy hạng sang. Thậm chí là lý do tại sao cái thằng này nó bỏ nhà lên Tokyo cũng không hề hợp lý một chút nào kiểu. Tự nhiên thấy ngột ngạt mà bỏ nhà đi bụi à. Nhưng mà tất nhiên trong dàn nhân vật vẫn có điểm sáng và tôi đánh giá khá là cao dàn nhân vật phụ khá là cảm xúc của phim ấy. Thêm nữa là nhân vật trong Tenkinoko có một cái cảm giác thoải mái hơn chứ không bị khuôn khổ quá như là trong Yonem. Điều quan trọng đối với tôi bây giờ đó là mỗi khi tôi coi lại cái đoạn này thì tôi lại nghĩ rằng nếu lúc này thằng Todaka nó không xuất hiện ấy thì chắc chắn câu chuyện nó sẽ rẽ ra một cái hướng mà chúng ta không thể ngờ đến luôn. Thôi nhá, video đến đây là hết nhá. Ôi tôi video đến đây là hết nhá. Ra thì phim không có quá nhiều thứ để nói. Tôi thực sự là fall in love với những cái thể loại anime như thế này. Những cái cô cậu học trò sẵn sàng chối bỏ vận mệnh để đến được với nhau. Dù cho xem xong tôi vẫn có cảm giác như cuộc đời tôi tham hại vái cả đái ra. Nhưng mà ít ra nó vẫn động lại cho tôi được rất là nhiều thứ. Tình tiết của phim thì dù những cái đoạn cao trào làm tôi hơi bị hụt hứng một tí. Bởi vì chúng ta cũng đơn giản là biết chuyện đéo gì sẽ xảy ra rồi. Tình yêu trong phim cũng là một vấn đề khi cái sự phát triển tình cảm của cặp trai gái này không quá nổi bật do cái phần nhân vật mà Shinkai làm hơi gì sơ sài nên là tôi không nghĩ rằng là họ hiểu nhau đủ để họ có thể yêu nhau một cách đắm đuối như vậy. Nhưng mà đây là phim, nó là tình yêu, vậy nên là nó khác biệt và nó rất là cuốn hút. Do là nếu so sánh cho anh em như là một món ăn cho một nhà hàng sang trọng thì Tenkinoko giống như là một bát phở cho một cửa tiệm nhỏ ngoài phố ấy. Dù nó không cao lương mỹ vị nhưng mà nó là thứ ai cũng có thể ăn được và ai cũng có thể cảm được nó cả.
tôi không có thời gian để tôi ăn cao lương mỹ vị hay là tôi ăn phở nữa, tại vì tôi phải đi ăn cái đống đệm cương này để